Xin chào toàn thể các bạn trên kênh của ông Dòng Vlog. Tháng 9, tháng 10 là nhiệm vụ chúng ta phải đảo bầu đào, không ngoài mục đích là cho khách hàng chơi đẹp hơn. Và khi chúng ta đưa cây đào lên chuyển giao thì cây đào không bị héo. Và một việc quan trọng nữa mà cây đào cần phải chú ý là đánh bầu đào xong, chúng ta bó bầu bó rễ và chúng ta tưới humica. Cái rễ tưới nhạt, một lọ humica 1 kg, chúng ta có thể pha với 600 ml nước và chúng ta tưới từ từ dần dần. Một tháng chúng ta có thể tưới 2 lần, tưới loãng, tưới nhẹ, không ngoài mục đích là cho cây đào đủ chất dinh dưỡng để nuôi những mầm nụ mầm hoa. Phun brom cũng là tháng 9, tháng 10 để chuẩn bị mùa đông, thì cây đào chuẩn bị phải lấy mắt lấy lụ ở các kẽ lá. Chính vì vậy chúng ta tác động một chất brom vào cây đào không ngoài mục đích là cho lụ đào sai hơn, nhiều hơn, và những mẹ kẽ trầm, những mắt không khả năng lên, nếu mà chúng ta không tác động công nghệ vào thì cây đào khó thể lấy lụ ở những mầm đó. Và chính vì vậy hai việc đơn giản chúng ta cần làm, thứ nhất là khi chúng ta đánh bầu xong, chúng ta tưới kích rễ humica, tưới nhẹ một hộp 1 kg, có thể pha với 30 thùng sơn, tức là 600 lít nước. Chúng ta tưới dần dần, tưới từ từ, chỉ tưới làm nhiều đợt thì ở đây không ngoài mục đích là hỗ trợ cây đào. Chính vì vậy trên kênh của ông Long Vlog luôn khuyên các bác, cây đào rất ưa kích rễ, và kích rễ humica nhập khẩu từ Mỹ là chất lượng cực kỳ tốt, rất nhiều khách hàng đã phản ánh với ông Long Vlog. Chính vì vậy kích rễ humica là công cụ tác dụng nhất để cho cây đào tươi, và không ngoài mục đích là gì ạ, hoa lụ lở thắm hơn. Chia sẻ với các bác như vậy, trong thời điểm tháng 9, tháng 10, việc của chúng ta là gì ạ, kiểm tra lấm sáp cũng hiện nay cũng đang phát triển. Cái thứ hai là gì ạ, chăm phun các kẽ lá, nếu mà ruộng nào xanh tốt mà có dấu hiệu là chúng ta phun thêm gì ạ, thì màn ruộng nào đào nào hiện nay có một số bác là chưa chặn răm xong thì chúng ta cũng khuyên nên phun chậm chặn răm xong và tưới phun brom là để dịa kích thích mầm lụ, tưới kích rễ là hỗ trợ chất dinh dưỡng cho cây đào. Cây đào xanh đến thời điểm vặt lá, đó là dịa tiêu chí của cây đào đẹp 2024. Triệu rưỡi vườn đào cắt cành đẹp phết đi. Bán theo luống. Bán theo luống đó. Thế chủ 1,5 triệu cắt cành đấy, vâng lắm, tay to cũng đều kìa. Ừ, nhưng cái này mua là phải mua theo luống của nó chứ không thể mua chọn được. Bán theo luống không ạ? Bán theo luống. Đây quá, cậy tương đối đẹp, 1,5 triệu chủ mới bán cắt cành thôi nhá, lấy bầu chắc phải 2 triệu. Đây quá, người ta em thằng lắm.
các bác mua được điện đó. Rồi 1,5 triệu có khoảng 200 cây, 200 cây, hơn 200 cây. Lấy ruộng này ra. Gì nhỉ? Mạnh ơi lên sóng tẹo. Mạnh ơi lên sóng tẹo. Lên sóng. Lên sóng hả? Lên sóng, em nghe An em đi mua đào cho các bác biết. Ruộng thì đây. Đây chú Mạnh ngã. Mạnh chào anh nào không? Chào khán giả ông Long Dòng Vlog nha. Ở đâu Mạnh đang giới thiệu ông khách đang xem vườn đào này không? Dạ. Cây to. Lấy cái này lấy là phải lấy theo luống. Như 20 cây một luống. Cắt cành của nó mà phải chữ giữa. Gớm. Còn ra cái ruộng kia 800 sang ruộng bên kia. Còn nên thủ phủ đó thì toàn tài độ 8-2 triệu thôi. Tôi đi trồng nhặt quả. Trồng dày. Cắt hết rồi. Hết luôn rồi. Đào nào nó cũng bị mất răm lá mất lúc 2, giờ chỉ còn lá 3 thôi. Bão bão. Ừ, bão bão, cái này bão. Cái này ngoài. Những cành này là do bão. Những luống nếu mà mua là mua phải mua theo luống. Luống nào thì nó mới bán. Chứ nó không thể bán chọn. Như hai luống này dặn. Sang dưới kia ta đào nó đang mà 800-900 hay 1 triệu thì xem dụng 900 triệu. Cây là to rồi đấy Mạnh ạ, không phải bé đâu. Còn bây giờ mà giữ được lá 1-2 thì có là đẹp. Nói chung là đây nó cũng xấu rồi, ảnh hưởng của bão một chút không ạ. Tức là khi gió nó lắc đi. Chứ không nào lại không đến nỗi đâu, cây to đấy. À, đây như lúc này là đều này. Đó, lúc này là đều cả. Được rồi. Xong rồi ra ruộng 1 triệu. À, lúc đi qua là ruộng mấy trăm đấy, 600 nữa. Lấy tổng là lấy bao nhiêu mảnh, lấy bao nhiêu cái? À thế thì lấy được, lấy một luống. Cái gì? Sợ ra nó sợ không? Sợ xuống không? Sợ đúng không? Không, không, không sợ được. Đây, đây nó giữ để cái này để cho gió nó phải lắc đi lắc lại chứ còn sợ sao được. Bay phải bò ngoài kia. Đâu như cái này phải bò, cái này ai lấy, tính gì cái đấy. Đây nó phải đều như thế này này. Còn như cây đấy phải nướng thì phải bỏ một cây. Cái này rất là dày. Đây ruộng này, cái này mới 2 luống này. À 2 cây. À Mạnh. Như cây này tính gì? Mất 2 cây. Đúng mất 2 cây. Ruộng này là 200 cây. Bác nào lấy được thì điện trong rau 200 cây tập. Mạnh có lấy thì lấy vào luống 2 luống. Giả sử lấy được. Ôi nhờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 2, 3, 4, 5, đúng 2 luống này. Luống 2 mấy cây. Hai luống hoặc 3 luống. Mà cái nào chỉnh đôi như vậy là chỉnh 2 cây ạ.
đâu, không biết mỗi cây đấy chắc tính một, mỗi cây thì quan trọng gì, nó còn cho đến chục cây nó mua cả ruộng ấy, tính ấy, cây đấy, à, sử mua hết thì đôi chục cây nó ấy, cây này hai cây này, hai cây nhưng mà chắc tính một thì tính gì, mua hết cả ruộng thì không tính, có cái là mình mua luống thì đúng. Dăm nằm mộng. Ừ. Dăm à? Cái loạt này, dăm này không bao giờ còn lá, đảo lạo thế rồi, dăm lá còn giữ lá này, còn đầu gốc nó giữ được, nhưng đảo này không giữ được. Chỉ còn cái dăm này, dăm cuối.